Xin chào mọi người. Hôm nay cửa hàng móng cái Green tiếp tục lên video giới thiệu với các bạn một cái mẫu máy mài xích các bạn nhá. Máy mài xích máy cưa. Đấy. Máy mài xích máy cưa cưa gỗ đấy các bạn ạ. Hôm nay thì mình lên với các bạn là cái mẫu này thì là mẫu cầm tay. Ngoài ra thì cửa hàng mình còn có cái mẫu để bàn các bạn nhá. Thì cho giới thiệu qua với các bạn về cái mẫu để bàn. Đây. Cửa hàng mình có cái mẫu để bàn này các bạn nhé. Đây là mẫu để bàn loại tốt. Mẫu để bàn này thì là loại này là loại tốt và loại đắt nhất là mình đang bán. Mình bán loại này là với giá là 1.6.7 triệu một bộ trong hộp đấy thì nó khá là nặng. Và mình còn có một số mẫu khác. Đây. Mẫu này nữa các bạn nhé. Thì còn có mẫu này nữa thì mẫu này thì nó rẻ tiền hơn, mẫu này thì nó vào khoảng 500.000, còn mẫu này thì nó vào khoảng 1.6.7 triệu các bạn nhé. Nó ví dụ đây là tùy từng nhu cầu thì từng nhu cầu sử dụng của chúng ta, và chúng ta mua những cái máy nào thì nó phù hợp, ví dụ như là tiệm nào mà một tiệm sửa chữa nào đó, hoặc là một cái người nào đó chuyên đi cưa gỗ, chuyên đi cưa gỗ thuê thì chúng ta có thể là mua một cái bộ như này là được. Còn nếu như bạn nào mà làm một cái tiệm sửa lớn thì cái nhu cầu mài giũa còn nhiều, hoặc là chúng ta làm một cái công trường khai thác chẳng hạn thì cái trong cái công trường của chúng ta thì có nhiều máy thì chúng ta nên mua một cái bộ máy lớn này về thì để chúng ta sử dụng thì nó được nhanh này. Nhanh gọn và nó bền, nó hiệu quả cao hơn đấy. Thì đấy, đây con này, riêng cái máy này khá nặng các bạn, riêng cái này nó nặng phải gần chục cân đấy. Nó được thiết kế rất là chắc chắn. Thì đấy là hai cái mẫu máy để bàn các bạn nhá. Đây, mẫu máy để bàn đây mình quên vẫn không bỏ phân chia ra cho các bạn xem. Thì mẫu máy để bàn này nó như này. Đấy, đây này các bạn này. Máy để bàn như này, trong đó trong đây thì có các phụ kiện của nó, đây như này các bạn nhé, đây như này, đây, cái này thì là nó đơn giản hơn, nó có 500.000, trong đây nó có sách hướng dẫn các bạn nhé, sách hướng dẫn bằng tiếng Anh đàng hoàng. Cái sản phẩm này thì nó sản xuất tại Trung Quốc các bạn nhé. Chúng ta mua hàng thì lưu ý một chút, đây là những cái sản phẩm Trung Quốc nhưng mà nó là loại tốt các bạn nhé. Nó bán cái loại này trên thị trường cũng có bán rất nhiều nhưng mà giá cả thì các bạn có thể tham khảo trên mạng, còn để biết được giá cả chỗ nào đắt chỗ nào rẻ. Còn cửa hàng mình thì là mình bán cái này là với giá là 500.000 các bạn nhé. Còn cái to vừa lấy sự hộp to xanh vừa lấy thì là giá là mình bán là 1.6.7 triệu tùy từng đợt. Quay lại cái sản phẩm chính của ngày chúng ta ngày hôm nay thì là mình sẽ giới thiệu với các bạn là một cái con máy cầm tay này. Đây là con máy sử dụng của một con máy mini sử dụng cá nhân, ví dụ như một người nào đó thì là nhu cầu sử dụng cắt gia đình thôi, hoặc là khai thác ít, nhu cầu ít thì là chúng ta có thể là sử dụng cái con máy này để chúng ta mài giũa thì nó rất đơn giản. Đi theo cái bộ này thì nó gồm có ba cái đá viên đá mài nhé các bạn nhé, ba viên đá mài và một số phụ kiện kèm theo để chúng ta lắp ráp. Và cái đầu này là để cái cữ để chúng ta điều chỉnh cái góc mài so với cái xích đấy. Và ngoài ra thì nó có sách hướng dẫn các bạn nhé. Đây, sách hướng dẫn sản phẩm của nó có tên là đây. Mini Grinder là máy xích mini. À đây là cái tab tarot của nó thôi. Công ty của nó giới thiệu các sản phẩm của nó. Đây là máy khoan đục tường, rồi máy mài, máy cắt gỗ, rồi là máy dập vim, rồi là cái thùng hộp đựng dụng cụ. Đấy, đây là tất cả các cái sản phẩm của nó thôi. Cái này mình không quan tâm, cái này là nó ấy thôi, nó quảng cáo thôi. Còn đây là nó có hướng dẫn sử dụng ở đây. Đấy, cái tờ hướng dẫn này thì nó bằng chữ Trung Quốc các bạn nhá. Bởi vì nó sản phẩm nội địa của Trung Quốc. Đấy, nó bằng chữ Trung Quốc thì chúng ta bạn nào mà thích tìm hiểu thì về dùng Google dịch để dịch nhá các bạn nhá. Còn sản phẩm của chúng ta thì hôm nay nó cái này cầm tay nó đơn giản thôi. Đấy, nó có một ít phụ kiện nhỏ nhỏ này thôi, và nó được đóng trong một cái thùng gọn như này các bạn nhá. Đóng trong một cái thùng rất là gọn gàng như này. Đấy. Rất gọn gọn nhẹ. Và trên đây thì nó có ghi thông số của nó ở trên đây các bạn nhá. Ghi thông số nó trên đây. Nó
công suất của nó là 230W, nó chạy tối đa là 37.000 vòng trên phút. Đấy. Điện của nó thì điện nó ghi đây là dùng được cả điện 220 đến 110 V, cả 220 đến 110 đều sử dụng được các bạn nhé, thì nó sử dụng điện lưới. Ngoài ra thì cửa hàng mình cũng có cái phiên bản mà sử dụng điện vào bình ắc quy các bạn nhé, thì nó có hai cái cặp và hai cực của bình ắc quy, bình ắc quy 12V. Thì hôm nay mình không giới thiệu mẫu sản phẩm đấy, và hôm nay là mình giới thiệu mẫu này là sử dụng điện lưới. Thì chúng ta có rắc cắm đây và chúng ta cắm trực tiếp vào cái ổ điện hàng ngày của chúng ta ấy. Đấy, thì cái sản phẩm này hôm nay rất là nhiều, mình về đợt này thì là cũng vài trăm chiếc cơ các bạn ạ. Xếp thì đây là khui đúng một thùng ra để xếp vào đây cho các bạn. Thùng này như là gồm có 20 chiếc, một thùng 20 chiếc. Còn về đợt này là hình như là mấy thùng ấy, 100 chiếc thì phải. Thì cửa hàng mình có bán lẻ, có bán sỉ. Bán sỉ thì cửa hàng mình có bán trên Sen Đỏ và Lazada, và kể cả như là nhờ trên mình có nhân viên nó thi thoảng nó rảnh thì là nó đăng trên Facebook, rồi Zalo, rồi là YouTube, rồi là một số các cái mạng xã hội khác, thì các bạn có thể là tìm hiểu để mà đặt mua. Thì cái sản phẩm nó rất là gọn nhẹ thôi, thì mình sẽ test máy để cho các bạn tham khảo nhá. Đây là điện lưới các bạn nhá. Đây điện lưới và đây là giác cắm của nó. Thì khi cắm thì chúng ta cắm điện vào thật là chắc chắn. Và trên đây nó có cái nấc này là điều chỉnh tốc độ mài các bạn nhé. Chúng ta có điều chỉnh tốc độ. Nó có 5 tốc độ, tốc độ 1 đến 5. Thì ở cái tốc độ này có tắc này, xong đó đây 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Thì là máy này chạy rất êm. Đấy, các bạn có thể thấy chạy rất êm. Nó giống như là những cái máy tiếng kêu của nó còn êm hơn cả những cái máy sấy tóc ấy. Máy sấy tóc của chị em phụ nữ thì chỉ có những loại xịn, loại của Philips thì nó mới kêu êm được, còn loại của tàu thì nó kêu ồ kích thước rất to. Nhưng mà cái máy này thì nó khá là êm các bạn, khá là êm. Chúng ta sử dụng cái này khá êm, khá tuyệt vời luôn các bạn nhé. Thì đây là mình chưa lắp đá mài, còn ngoài ra chúng ta phải lắp đá mài vào đây. Lắp đá mài xong chúng ta vặn siết chặt lại, sau đó chúng ta mới mài. Đấy. Đấy, cái sản phẩm này thì nó đơn giản còn nhẹ thôi, và cửa hàng mình hiện tại giờ đang bán cái giá là 350.000 một bộ. 350.000 một bộ thì là gồm có thân máy này, thân máy và các phụ kiện đi kèm. Những phụ kiện đi kèm thì nó cái này như là nó là cái ngoắc đeo hay cái gì đây. Thực ra là mình cũng chưa sử dụng nhiều đâu các bạn. Cái này như nó là cái ngoắc đeo đây này, không biết có phải không. Các bạn dở cái sách hướng dẫn ra nhá, nó có chữ bằng Trung Quốc nhưng mà nó vẫn hình ảnh minh họa nhá. Chúng ta có thể nào vào đây để lắp ráp, bởi vì là mình không phải là người sử dụng mà mình chủ yếu là mình bán hàng thôi. Nhưng mình giờ nhập về mỗi sản phẩm thì là mình làm cái video test qua cho các bạn thôi, vì các bạn mua về thì các bạn có thể mày mò một tí là nó ra hết thôi mà. Đấy, thì và có ba viên đá thì nó phù hợp với lại ba cái cỡ ấy các bạn nhá, ba cái cỡ xích. Ba viên đá này nó có cỡ nhỏ, cỡ trung và cỡ xích to. Đấy, xích to xích nhỏ chúng ta đều dùng được hết nhá. Và nó được tặng kèm là một đôi chổi than. Máy này là máy dùng chổi than đấy còn nhá, và nó được tặng kèm chổi than này. Khi nào chúng ta mòn hết chổi than thì chúng ta thay chổi than. Đấy, nhưng mà thực sự là để mà mòn đến chổi than thì là cũng rất là lâu mới mòn được hết chổi than nhá. Đấy, nó tặng kèm sẵn cho chúng ta một cặp chổi than này để chúng ta sử dụng. Đấy, khá là tuyệt vời đúng không các bạn. Đấy thì video này mình xin giới thiệu qua với các bạn cái sản phẩm này vậy thôi. Còn bạn nào mà mua hàng, quan tâm mua hàng thì có thể liên hệ ngay với mình qua số Zalo 0983804084 để đặt mua hàng, hoặc là các bạn có thể là lên Sen Đỏ hoặc là Shopee để đặt mua ở cửa hàng của mình. Đấy, giá là 350.000 chưa gồm ship vận chuyển nha các bạn nhé. Rồi, ok, lần nữa thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.